một pha bóng mà họ mất bóng ở giữa sân và bị phản công. Thấy đâu, tỷ số là 2-0 và đó là pha ghi bàn của Henrio. Quả tạt rất đẹp của Thanh Thịnh và Henrio ở vai trò của một cầu thủ tấn công. Một... Giang Clesio nhảy lên nhưng là không đủ để ngăn chặn tình huống chuyền bóng quá tốt của Thanh Thịnh. Có thể hiểu là hai trung vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chọn vị trí không đủ tốt. Họ theo người không sát. Đó là chưa kể đến việc ở bên ngoài khu 16-50 thuận lợi để thực hiện một đường chuyền có thể nói là như đặt. Hồ Tấn Tài, Rafael Sơn, cú đá tuyến hai rất mạnh, 1-0 cho Bình Định. Pha ghi bàn rất ấn tượng của Henrio, bóng đến đúng tầm chân trái của Henrio và anh đã tung ra một cú quất chân trái rất mạnh, hiểm hóc. Đó là bàn thắng thứ 3 trong mùa giải của Henrio. Nam Định đã rất cố gắng cầm cự với đội bóng nhiều ngôi sao Bình Định trong bối cảnh vắng Phạm Mạnh Hùng và Mai Xuân Quyết. Nhưng vừa rồi thì tài nghệ của Henrio đã lên tiếng và mang lại bàn mở tỷ số cho Tân Bình Định. Trước trận đấu ngày hôm nay, đội bóng của Vũ Hồng Việt đã có 3 chiến thắng trên 4 trận đấu. Tuy nhiên chặng đường phía trước là không hề đơn giản bởi Nam Định phải gặp những đối thủ mạnh. Một cú úp mu nửa đầy rất tuyệt vời của Henrio. Đó là đẳng cấp của cầu thủ được đào tạo ở Barcelona. Hiệp 2 này Rafael Sơn đã có những pha giạt biên phải thường xuyên hơn để lôi kéo hàng phòng ngự của Nam Định. Đội bóng cuối bảng nhưng lại là đội bóng có hàng công tốt nhất của top 4 này. Henrio! Bây giờ thì không thể ngăn cản bàn thắng của Henrio nữa. Tỷ số là 2-0. Rất nhiều cơ hội trong hai trận đấu gần đây dành cho Henrio. Trên sân nhà, Top Lane Bình Định vươn lên dẫn trước đối phương 2 bàn. Như vậy là trong cả 3 trận đấu gần đây nhất của mình thì Top Lane Bình Định đều đã dẫn trước đối phương 2-0. Họ có thắng lợi chung cuộc 2-0 trên sân Thiên Trường, có thắng lợi 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và bây giờ tiếp tục dẫn. Cao Văn Triền để mất bóng rất nguy hiểm và dẫn tới cơ hội phản công dành cho câu lạc bộ Top Lane Bình Định. Vẫn còn, trái bóng từ lăn vào lưới và đó là bàn thắng thứ 3. 3-0. Thêm một lần nữa, trên sân vận động Quy Nhơn, câu lạc bộ Top Lane Bình Định có được một pha phản công hoàn hảo. Ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Thủ môn Phạm Văn Phong đã xuất tướng và đó là cơ hội không thể tốt hơn để cho Henrio có một tình huống dứt điểm nhẹ nhàng. Và bóng mà nếu như Phạm Văn Phong của đội khách